Châu Việt Cường nhét tỏi vào mồm cô gái vì không muốn làm người vô tâm. Giải thích lý do nhét tỏi vào mồm nạn nhân, Châu Việt Cường cho biết, Cường nghĩ nạn nhân bị ma nhập, nếu cứ ngồi nhìn nạn nhân gào khóc kêu cứu thì Cường là người vô tâm. Sáng 7 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm ca sĩ Châu Việt Cường, tức Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978 ở Quảng Ninh về tội giết người, Phạm Đức Thế sinh năm 1981 ở Yên Khánh, Ninh Bình về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. 8 giờ 30 sáng 7 tháng 3, Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, hai tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại, tỏ vẻ ăn năn và hối lỗi. Phạm Đức Thế, anh Cường bị ngáo đá. Đứng lên trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Phạm Đức Thế nói bản thân đồng tình với cáo trạng truy tố. Tại tòa Thế khai, Thế là anh em xã hội với bị cáo Châu Việt Cường, hai người chơi với nhau hơn chục năm nay. Khuya ngày 4 tháng 3 2018, Cường có chuyến lưu diễn về đã gọi điện cho Thế hỏi, có ở nhà không để anh qua chơi, sáng mai bay về Sài Gòn sớm. Theo lời khai của Phạm Đức Thế, đêm đó Thế, Cường và một số người cùng sử dụng ma túy đá. Đây là lần đầu tiên bị cáo sử dụng ma túy, đêm hôm đó bị cáo sử dụng hai lần với phương thức hít, ma túy tinh thể dạng bột. Anh Cường bị ngáo đá lúc 6 giờ sáng, dẫn đến bị ảo giác, liên tục vái lại chị Huyền, gọi là bà cô tổ, Thế khai. Cũng theo lời khai của Thế, trước khi Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng chị Huyền, nạn nhân luôn miệng nói, trời ơi cứu con khổ lắm. Thấy vậy, Thế chạy ra ngoài gọi bạn là thầy cúng. Khi quay lại đã thấy Cường đứng ở chân cầu thang, tay cầm nắm tỏi. Anh Cường còn nói bị cáo mang củ tỏi lên để trừ tà, bị cáo không biết thực hư sự việc như thế nào nhưng vẫn làm theo, mang tỏi đi rải quanh nhà. Bị cáo Thế nói và khẳng định khi bị cáo Cường nhét tỏi vào miệng chị Huyền thì Thế chạy vào kéo ra. Châu Việt Cường, lúc đó bị cáo rất tỉnh táo. Trả lời thẩm vấn, bị cáo Châu Việt Cường nói rằng bản thân có tội, song cáo trạng truy tố bị cáo tội giết người là quá nặng. Bị cáo không có động cơ giết người, bị cáo bị ảo giác, không làm chủ được ý thức và hành vi của mình nên mới dẫn đến sự việc đau lòng như vậy. Cường nói và khẳng định, khi nhét tỏi vào miệng chị Huyền, Cường rất tỉnh táo và biết rất rõ người nằm trên giường là chị Huyền. Bị cáo không phê thuốc và không khóc, chỉ đến khi bị cáo biết mình đã vô tình làm chết chị Huyền, bị cáo mới khóc lóc sợ hãi. Bị cáo rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Bị cáo tin vào sự công minh của pháp luật với một bản án đúng người đúng tội, vừa có sự khoan hồng của pháp luật, vừa đủ nghiêm khắc để bị cáo chuộc lỗi và sớm trở về với gia đình, làm lại từ đầu, Cường khai. Theo khai nhận của bị cáo Cường trước đó, chị Huyền Sơn là bà cô tổ, Cường nghĩ chị Huyền bị ma nhập. Nếu cứ ngồi nhìn nạn nhân gào khóc kêu cứu thì Cường là người vô tâm. Khai rõ về quá trình gây án, Cường cho biết, sau khi sử dụng ma túy, gần sáng bị cáo ra sân bay để đi về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do gọi xe không được nên Cường quay lên nhà. Lúc bị cáo lên, Huyền vùng lên ôm cổ xoa đầu bị cáo nói, con à, bà cô của con đây. Chị Huyền nói rất nhiều thứ về gia đình bị cáo rất đúng, nên bị cáo càng tin. Nói được lát thì chị Huyền khóc lóc nói, thầy ơi cứu con. Bị cáo nghĩ là Huyền bị ma nhập rồi, nên mới bảo Thế tìm tội trừ tà. Thấy chị Huyền khóc thì bị cáo mới bảo là, chị ăn tội mới khỏi được nên mới cho ăn tội. Bị cáo quỳ ở dưới đệm, không đè lên chị Huyền. Bị cáo chỉ nghĩ chị Huyền đang ăn càng nhiều tội càng tốt vì tâm linh cũng thế, Châu Việt Cường khai. Theo lời khai của bị cáo Cường, khi thấy miệng chị Huyền có nhiều tội, Cường mới bảo, thôi chết rồi, tao gây ra chuyện rồi. Bị cáo đuổi hai người kia đi, bảo gọi vợ mình đến để cứu mình. Bị cáo ngồi cạnh Huyền khóc lóc, vì bị cáo biết sắp phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, Cường nói. Châu Việt Cường khẳng định trước tòa, lúc nhét tỏi vào mồm Huyền, bị cáo rất tỉnh táo. Bị cáo không bị ảo giác, vẫn nhận ra đó là chị Huyền. Về lời khai ở cơ quan điều tra là không nhận thức được hành vi của mình do phê thuốc, Cường cho rằng lúc đó Cường mới bị bắt nên rất sợ, lại đau bụng do ăn nhiều tỏi nên không nhận thức rõ.